Ngọc Trang được biết là hiện nay trên thị trường có thêm một cái loại bột tắm nữa xuất xứ từ thiên nhiên để giúp cho các bé bị bệnh ngoài da và các bé có thể dùng tắm hàng ngày. Bác sĩ có thể cho khán giả được hiểu rõ hơn về những thông tin này. Chúng tôi cũng thấy rằng là trên thị trường hiện nay mà cũng nhiều năm nay rồi thì thấy rằng đã có cái bột tắm Nhân Hưng do công ty dược Nhân Hưng sản xuất. Thì trong cái bột tắm này nó có những chất rất là tốt như là berberine hay là chất gọi là hoàng liên hay là cái chất gọi là chlorophyll hay và có cái tinh dầu mùi. Thì cái tinh dầu mùi nó rất là thơm và chúng ta cũng thấy là cái dầu mùi ấy là cũng thường ngày chúng ta cũng rất hay sử dụng mà nó không hay gây phản ứng trên da của trẻ sơ sinh. Riêng cái bột này mà cho vào nước thì nó cũng có màu vàng và nó có vị hơi đắng. Nhưng mà nó có tốt ở chỗ là đối với đứa trẻ chẳng may nó có thể là một hai giọt vào mồm của nó thì cũng không sao cả, bởi vì nó không có gây độc cho đối với trẻ sơ sinh. Riêng cái bột này nó có tác dụng rất tốt nữa là nó làm coi như se da rất là nhanh và đặc biệt là nó ngăn cản cái sự phát triển của vi khuẩn, đặc biệt là những vi khuẩn gây bệnh, siêu vi trùng hoặc là nấm. Đối với những cái trẻ mà hăm da chẳng hạn, bị da bị hăm ở vùng bẹn, vùng nách hoặc vùng cổ thì cái bột này nó có rất tác dụng là làm chóng khỏi những cái vùng hăm đó. Do đó mà chúng tôi thấy rằng đối với bà mẹ nào mà chưa dùng thì nên dùng cái bột này để mà có thể là pha vào nước tắm để tắm cho trẻ, đặc biệt là đối với những trẻ mà trẻ sơ sinh mà nó có bệnh ngoài da thì để tắm càng tốt. Vâng, đúng là bột tắm Nhân Hưng cũng là một sự lựa chọn rất tốt cho các bà mẹ đang có các bé đang bị bệnh ngoài da. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Lộc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ Nguyễn Văn Lộc trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề tắm đúng cách để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh ngoài da, quý vị và các bạn đã có thêm sự lựa chọn của mình trong việc chăm sóc bé yêu và tắm cho trẻ sơ sinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.